bỏ nhà đi ngoại tình rồi đi thiêu gái bị trả đầy hết luôn rồi, rồi bây giờ gái nó lừa hết tiền rồi, giờ quay về cậu cậu thấy nhục không? Nên là ông cậu cũng đi. Tiếp tục câu chuyện hành trình của một vị thần, thì vị thần vẫn đi vi hành để tìm người xứng đáng để trao cho 100 ghìa rượu đựng đầy vàng. Thì một hôm ấy, vị thần mới chọn một người tên là Trọng để đưa ra những thử thách coi người này có xứng đáng nhận 100 ghìa rượu đựng đầy vàng hay không. Thì một hôm ấy, thì vị thần mới khiến cho thằng thằng cháu của ông Trọng này hỏi ông Trọng một câu. Cháu tên là Trí. Trí nó nói nè: "Cậu ơi cậu, cái người mà lạc quan yêu đời á, cái người mà vui vẻ á, thì người ta nghe những lời đay nghiến đâm chọt á, nghe những lời trách móc á, người ta không để bụng phải không cậu? Người ta vẫn vui vẻ đúng không cậu? Người ta vẫn lạc quan đúng không cậu? Người ta không có để mấy cái chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen ở trong bụng phải không cậu?" Thì tới lúc này ông Trọng mới nói: "Ờ đúng rồi, người lạc quan vui vẻ phải vậy chứ, không để mấy cái lời đâm chọt đay nghiến mà để bụng cho đau bụng thêm á." Tới lúc này vị thần mới khiến cho thằng Trí nó nói: "Ôi vậy cậu, thì để con hỏi cậu vài câu coi cậu có lạc quan vui vẻ yêu đời không nhân cậu?" "Ừ mày hỏi đi, mày tự hỏi thử coi." Thì lúc này vị thần mới khiến cho thằng Trí nó nói: "Hồi trước cậu ôm tiền ôm của bỏ nhà đi ngoại tình rồi đi thiêu gái thì trả đầy hết luôn rồi, rồi bây giờ gái nó lừa hết tiền rồi, giờ quay về cậu cậu thấy nhục không?" Nên là ông Trọng ông im không nói, nổi dây kè hết rồi mà im không nói. Cái câu thứ hai Trí nó nói tiếp: "Đó bởi vậy mà bà mợ bà cũng cho cậu vô nhà, bà cũng rộng lượng ghê ha. Bà không chửi rủa gì cậu không? Bà có mắng nhiếc gì cậu nữa không? Hay là cho vô nhà ở không không vậy cho sướng vậy ha? Sao cậu hên dữ không biết?" Tới câu này ông Trọng ông vẫn im. Thì thằng này nói tiếp, khiến nhân Trí nói tiếp: "Ở hèn chi giờ mấy mấy đứa con cậu giờ mấy đứa nào nó cũng cũng hổn, cái mỏ nó như tinh á. Giờ đứa này nó thái độ cậu thế này, thái độ thế kia, giờ gặp quả báo rồi đó cậu, cậu thấy chưa?" Tới lúc này thì vừa dứt lời là ông Trọng quay vào phát thằng cháu một cái. Vừa đúng lúc bà vợ bà nghe đấy, bà chạy ra bà can: "Ủa cháu ông mẹ, nó nói đúng mẹ, nó có sai đâu. Ông làm sai trái thì nó nói vậy, ủa ông làm sai trái được mà nói mới mấy câu mà nhìn không được, mới đặt làm vua người vui vẻ, người lạc quan, người yêu đời. Ủa vậy rồi sao dạy con dạy cháu được? Làm người bản thân mình có ra gì đâu mà nghe mấy cái lời đó mà có sai trái gì đâu mà tức mà giận. Ủa cháu ông đó nó nói vậy đó, nó có sai đâu." Là từ ngày đó trở đi là trong gia đình nó lục đục miết thôi, ông Trọng này với bà vợ là lục đục cãi nhau miết thôi. Thì vị thần mới thương quá, mới một hôm báo mộng về cho Trọng biết: "Trọng ơi, ta là thần nè, ta tới đây để nói với cho con một chuyện á, là những gì mà xảy ra trong đời con á, hết người này nói thế này, người kia đâm chọt đay nghiến nói thế này nói thế kia á, là không phải chủ ý của họ đâu, là chủ ý của ta để ta khiến họ để coi để thử thách con người con đó. Hôm bữa thằng Trí nó có nói con mấy câu á, rồi thêm nói thế này nói thế nọ là không phải do chủ ý của nó đâu, do thần sai khiến nó để thử thách con á, để thử thách con trong cái hoàn cảnh đó, con có kiểm soát được cảm xúc của mình không, con có quyết định được cảm xúc của mình hay không, con có kiềm chế được cảm xúc của mình hay không. Cái hoàn cảnh đó mà con mà kiềm chế được cảm xúc của mình là con nhận được 100 ghìa rượu đựng đầy vàng của ta rồi." Tới lúc này thì ông Trọng mà mới quay qua ông nói: "Gì 100 ghìa rượu đựng đầy vàng hả? Cái đó chắc ông dụ được nít thôi, chứ giờ thời buổi này mà còn cái vụ 100 hũ vàng ghè vàng cái gì, ông dụ được ai chứ ông dụ được tôi đâu. Trời đất thánh thần ơi." "À, thánh thần hả? Thánh là thánh thần này, đây đây này con, thánh thần này con gọi gì ta nữa, tôi không gọi ông tính lượt ông lên tiếng, ông chả phải thần, ông chả phải thánh gì, thứ tự phong, thứ ma, thứ quỷ mới tự phong như ông á, gọi đó mà là thử thách, bới móc chuyện người ta ra vậy mà gọi là thử thách, bới móc cái chuyện tôi làm ra vậy mà ông gọi là thử thách, cái gì đó mà là thử thách, làm cho gia đình người ta xào xáo cãi nhau vậy mà gọi là thử với thử thách, ngu dữ không biết."
trong lúc người ta hoàn cảnh người ta thế này, hoàn cảnh người, gia đình người ta thế kia, người ta đang buồn thì phải an ủi người ta chứ, nói cho ngọt ngào, nói cho nhỏ nhẹ, nói cho từ tốn với người ta chứ. Cái đằng này của gia đình người ta đã dạy rồi mà còn bới móc thêm châm lửa thêm nữa, muốn đốt nhà người ta hay gì, ngu dữ á. Thánh thần gì mà ngu dữ, ma quỷ thì có chứ, làm mấy cái chuyện tào lao thì có chứ, ở đó mình thử với trời thách. Người ta đang buồn, gia đình người ta đang thế này thế kia mà chêm vô mấy cái câu đó nữa. Thứ chỉ có thứ ma thứ quỷ mới làm cái chuyện đó thôi chứ không phải thánh thần nào hết á. Rồi tới lúc này vị thần mới nói là: ủa con, thì vậy mới là thử thách chứ. Ôi trời ơi, ai cũng đòi nghe ngọt ngào, ai cũng nghe là khen ngợi, đâu phải thì đó đâu phải là thử thách đâu. Trời đó là nịnh bợ mà thử thách cái gì, thứ ông bị thương ngu à. Thánh thần mà nói mấy mấy cái lời đó, thánh thần là phải an ủi người ta chứ, vỗ về người ta chứ, trong lúc người ta đang buồn, gia đình người ta thế này thế nọ và đâm chọt tùm lum hết, cường mà gọi là thánh là thần, không biết thương người hả? Ngu quá sức, ngu không ăn không học gì hết thì sao mà đòi đi thử thách, trả thách sách vở đâu có ăn có học không, mà lên tên lén mình lên làm thánh làm thần vậy đó, mình gọi thử thách tào lao vậy mà gọi là thử thách. Đi đọc sách đi, đi học đi, rồi hẳn đi thử thách, có kiến thức có tư duy á mới đi thử thách như chưa, đó mới là thử thách. Cái cơ bản nhất của con người ta là an ủi, lời nói ngọt ngào, lời nói cho dễ nghe, hàn gắn tình cảm người ta lại chứ, nói vậy á, nói vậy mà gọi là thử thách, ngu quá sức ngu. Đi đọc sách đi, còn không biết sách gì á thì tôi chỉ cho, thiếu gì sách để đọc. Đắc Nhân Tâm nè, đọc về bất kỳ ai nè, Cha Giàu Cha Nghèo, Robert Kiyosaki nè, bao nhiêu sách trên đời để đọc vậy mà không ăn không không không, không đọc, không làm mấy cái chuyện đi, bao nhiêu người kia ngồi kia còn giúp đỡ kìa, nhưng mà chẳng làm, đi làm chuyện tào lao đó mà gọi là thử với trời thách. Thưa ông, thưa mẹ, thưa quỷ, biến đi, gặp tôi còn hiền nữa chứ gặp mấy đứa kia hả, nó thuê thầy cúng về, nó cúng, nó đốt, nó cho ông hồn siêu phách tán, bây giờ không đầu thai được bây giờ, chứ ở đó mình đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ, thứ ma thứ quỷ, thứ làm chuyện tào lao chẳng ra sao hết, làm cho vợ chồng người ta xào xáo, làm cho cậu cháu người ta bất hòa, thứ ma thứ quỷ biến. Lại thêm một người nữa, thêm một người nữa trên đời là không không có tin, thì không có tin những việc làm của vị thần là thử thách, mà còn cho quay qua ngược lại cho là vị thần đó là ma là quỷ. Vậy theo bạn á thì như thế nào mới gọi là thử thách? Thì biết những việc làm của người thân bạn bè xung quanh mình, nó nói những lời khó nghe, nói những lời đâm chọc, nói những lời đay nghiến á, là do phép thuật của một vị thần sai khiến và thử thách con người bạn á, thì bạn có sẵn lòng bỏ qua cho người thân bạn bè của mình hay không?